Kính mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Trong chuyên mục tuần này có những nội dung chính sau đây. Khu công nghiệp Thăng Long 2 có nhiều doanh nghiệp trong top đầu nộp ngân sách nhà nước. Doanh nghiệp trong cụm công nghiệp làng nghề Minh Khai mở rộng có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều lao động phục vụ sản xuất. Dự án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên phạm vi cả nước đến năm 2025. Doanh nghiệp đánh giá cao lợi thế khi đầu tư vào tỉnh Hưng Yên. Cơ quan chuyên môn trả lời câu hỏi doanh nghiệp về lĩnh vực nộp thuế. Và bây giờ là nội dung chi tiết của chuyên mục. Thưa quý vị và các bạn, không tính doanh nghiệp nộp thuế lớn từ đất, trong top 10 doanh nghiệp sản xuất nộp thuế lớn nhất của tỉnh Hưng Yên năm 2022, khu công nghiệp Thăng Long 2 có 3 doanh nghiệp. Đó là các công ty Daikin Việt Nam, Hoya Gradit Việt Nam và công ty Leasing Việt Nam. Tổng số nộp ngân sách của 3 doanh nghiệp trên là gần 800 tỷ đồng. Kể từ khi đi vào hoạt động từ năm 2006, các doanh nghiệp trong khu Thăng Long 2 có số nộp ngân sách lớn cho nhà nước. Từ nhiều năm nay, khu công nghiệp Thăng Long 2 do tập đoàn Sumitomo Nhật Bản đầu tư được đánh giá là khu công nghiệp kiểu mẫu của miền Bắc. Sau 3 lần mở rộng với trên 500 hectare, trong đó gần 400 hectare đã được lấp đầy dự án khi đã có gần 90 dự án đến đầu tư với tổng số vốn hơn 3 tỷ đô la Mỹ, tạo việc làm cho trên 28.000 lao động. Theo Ban Quản lý Vận hành Khai thác Cụm Công nghiệp Minh Khai mở rộng, Tổng công ty 319 trên địa bàn huyện Văn Lâm, hiện nhiều doanh nghiệp tại đây đang có nhu cầu tuyển dụng thêm nhiều lao động để phục vụ sản xuất. Cụm công nghiệp Minh Khai mở rộng có diện tích gần 18 hectare với hơn 300 doanh nghiệp cơ sở sản xuất hoạt động. Ngành nghề thế mạnh là sản xuất và tái chế nhựa bao bì, sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Hiện các doanh nghiệp trong cụm đang tạo việc làm thường xuyên cho 2.000 lao động. Hiện nay các doanh nghiệp trong cụm đang có nhu cầu tuyển dụng thêm từ 300 đến 500 lao động mới vào làm việc, đặc biệt là lực lượng lao động có tay nghề đã qua đào tạo. Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua các hội viên hội doanh nhân, cựu chiến binh tỉnh Hưng Yên đã có nhiều hoạt động hỗ trợ góp phần phát triển doanh nghiệp hội viên. Sau 6 năm thành lập, đến nay hội có trên 120 hội viên là chủ các doanh nghiệp hoạt động với quy mô vừa và nhỏ. Tại việc làm cho trên 5.000 lao động, nộp ngân sách nhà nước gần 500 tỷ đồng. Hàng năm, các hội viên thường xuyên tổ chức các hoạt động trao đổi hỗ trợ và chia sẻ kinh nghiệm để cùng phát triển mở rộng sản xuất. Ban thường trực cũng thường xuyên cho các hội viên họp và coi như đi thăm các cái mô hình để làm sao coi như là các cái mô hình kinh tế từ các cái mô hình kinh tế đó để coi như là phát triển được lên những cái bước coi như là của công ty có ngày hôm nay ạ. Ngoài phát triển kinh tế, các hội viên Hội Doanh nhân Cựu Chiến binh Hưng Yên còn có nhiều hoạt động từ thiện nhân đạo, góp phần thực hiện công tác an sinh xã hội ở các địa phương. Sau đây là thông tin về hỗ trợ doanh nghiệp của dự án tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực kinh tế tư nhân Việt Nam do Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ tài trợ và Cục Phát triển Doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư là chủ dự án. Dự án có tổng vốn viện trợ hơn 36 triệu đô la Mỹ, thực hiện đến hết năm 2025, mục đích nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bao gồm cả doanh nghiệp do phụ nữ và nhóm yếu thế làm chủ, hình thức hỗ trợ như đào tạo tập huấn và các gói hỗ trợ chuyên biệt. Doanh nghiệp tham gia dự án phải đạt các tiêu chí dự án, hoặc có thể đăng ký trực tuyến qua website dự án tại địa chỉ www.ibsc.vn hoặc www.business.gov.vn. Các doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh nắm bắt thông tin tìm hiểu về điều kiện để được dự án hỗ trợ. Thưa quý vị và các bạn, qua số điện thoại 0363-089-089 và email đồng hành cùng doanh nghiệp Hưng Yên a@gmail.com. Chương trình nhận được nhiều câu hỏi của doanh nghiệp về các vấn đề đất đai, ưu đãi đầu tư, thuế, hải quan. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu nội dung trả lời của cơ quan chuyên môn về câu hỏi liên quan đến lĩnh vực quy định nộp thuế đất. Câu hỏi như sau: những loại đất nào sử dụng vào mục đích công thuộc đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp? Theo quy định tại khoản 1, điều 2, thông tư số 153 ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn đất sử dụng vào mục đích công cộng thuộc đối tượng không chịu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp bao gồm: 1. Đất giao thông thủy lợi, bao gồm đất sử dụng vào mục đích xây dựng đường giao thông, cầu, cống, đường sắt, đất xây dựng cơ sở hạ tầng, sân bay, cảng hàng không, đất xây dựng hệ thống cấp thoát nước, các công trình thủy lợi. Thứ hai, đất xây dựng các công trình văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạo,
thể dục thể thao phục vụ cho mục đích công cộng như đất sử dụng để làm nhà trẻ, trường học, bệnh viện, các cơ sở cai nghiện, trung tâm hoặc những cái khu chăm sóc người già hoặc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Thứ ba, đất có di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng hoặc được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quyết định bảo vệ. Thứ tư, đó là đất sử dụng xây dựng các công trình công cộng khác, ví dụ như là đất sử dụng vào lợi ích chung, lợi ích công cộng trong các khu dân cư, khu đô thị hoặc đất xây dựng kết cấu hạ tầng cho các khu kinh tế, khu công nghiệp. Quý doanh nghiệp có những thông tin cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi cần các cơ quan liên quan trả lời, giải đáp cụ thể, vui lòng liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, email đồnghanhcungdoanhnghiep.hungyen@gmail.com. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, đến nay tỉnh Hưng Yên đã có trên 2.130 dự án trong nước và nước ngoài đến đầu tư. Tổng số vốn đăng ký là 310.000 tỷ đồng và 6,2 tỷ đô la Mỹ. Với sự nỗ lực từ cả hai phía, doanh nghiệp thì nỗ lực sản xuất kinh doanh hiệu quả, chính quyền các cấp thì đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, tin tưởng và đánh giá cao lợi thế khi đầu tư vào Hưng Yên. Phản ánh tại một doanh nghiệp sau đây là ví dụ. Trải qua gần 20 năm đầu tư nhà máy vào khu công nghiệp Vườn Đồi A, tỉnh Hưng Yên, đến nay doanh nghiệp này đã không ngừng mở rộng cả về quy mô và diện tích với 3 địa điểm hoạt động trên tổng diện tích đất thuê công nghiệp hơn 15 ha, tạo việc làm cho 1.000 lao động. Môi trường đầu tư của doanh nghiệp vào Hưng Yên thì tôi đánh giá là khá thuận lợi, bởi vì các được sự hỗ trợ của các cái cơ quan ban ngành của tỉnh hỗ trợ rất nhiều cho doanh nghiệp, cũng như là cái vị trí địa lý của khu công nghiệp Vườn Đồi A là ngay sát với quốc lộ 5 và cũng gần với quốc lộ 5 mới, nên cái việc lưu thông và vận chuyển hàng hóa là rất là thuận tiện. Tin tưởng và gắn bó lâu dài khi đầu tư vào Hưng Yên nên máy móc công nghệ cũng được doanh nghiệp đầu tư bài bản theo chiều sâu hơn. Máy đột cuốn liên hoàn và robot hàn đã giúp tăng năng suất gấp hàng chục lần so với lao động thủ công bằng sức người. Người lao động đóng vai trò điều tiết vận hành thông qua lập trình trên máy tính. Dù là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cơ khí, sắt thép, nhưng những phần việc nặng, phức tạp đều do máy móc đảm nhiệm. Là máy móc tự động hoàn toàn hết, môi trường thân thiện với cả tất cả mọi cái là rất chi là an toàn. Tôi đã gắn bó với công ty này từ rất chi là lâu dài. Với tôi và các anh chị em làm việc tại đây thì ưu tiên nhất là môi trường làm việc ổn định và lành mạnh, nhất là thu nhập thì ổn định để lo cho cuộc sống và gia đình. Năm 2023 này, doanh nghiệp tiếp tục có kế hoạch đầu tư thêm dây chuyền công nghệ mới, phát triển thị trường, đặc biệt là thị trường xuất khẩu, phấn đấu đạt và vượt kế hoạch sản xuất tăng từ 10 đến 15% so với năm 2022. Trong năm 2023 và những năm tiếp theo là tăng cường cái hoạt động nghiên cứu và phát triển R&D, trong đó có đưa ra thị trường các cái sản phẩm, các cái dòng sản phẩm hàng văn phòng bắt kịp cái xu hướng của khu vực cũng như của thế giới. Ngoài ra thì công ty cũng phát động đẩy mạnh cái phong trào sáng kiến cải tiến để đưa ra các cái sản phẩm phù hợp nhất cho thị trường, thích ứng đáp ứng được các cái yêu cầu của người tiêu dùng trong nước và thế giới. Tỉnh Hưng Yên xác định thu hút dự án đầu tư vào các khu cụm công nghiệp là một trong những trụ cột chính nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội. Với những kết quả đã đạt được cùng sự tin tưởng của doanh nghiệp đánh giá cao, lợi thế khi đầu tư vào tỉnh, chắc chắn việc thu hút dự án và đầu tư tại Hưng Yên sẽ tiếp tục có nhiều khởi sắc hơn trong thời gian tới. Thời lượng của chuyên mục Đồng hành cùng doanh nghiệp tuần này đến đây là hết. Quý doanh nghiệp có những nội dung cần phản ánh trong chương trình hay có những câu hỏi liên quan về các vấn đề trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cần sự trả lời, giải đáp của các ngành hữu quan, xin liên hệ qua số điện thoại 0363 089 089, địa chỉ email đồnghanhcungdoanhnghiep.hungyen@gmail.com. Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, số 164 đường Nguyễn Văn Linh, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.